quý Nga đây. Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào, đang ở chỗ nào, ở yên chỗ đó. Thành phố thì cấm về quê, bạn bè thì cấm ngồi lê tụ tập. Ra đường nhớ đeo khẩu trang, về nhà thì nhớ rửa tay sạch đều. Ai mà nghi nhiễm Covid, báo ngay y tế đi liền cách ly, nghe chưa?